Đội tuyển Việt Nam đang có cuộc trẻ hóa triệt để nhất trong nhiều năm qua, khi huấn luyện viên Philippe Chusier ưu ái dành tới gần một nửa số suất triệu tập 14 trong số 33 cầu thủ ở đợt tập trung tháng 10 cho các tài năng U23, trong đó có nhiều cầu thủ lần đầu lên tuyển dù chưa từng ra sân ở V-League như Đình Bắc, Thanh Nhàn, Minh Trọng, Văn Cường. Thực tế, đội tuyển Việt Nam đã từng nhiều lần trẻ hóa. Thời huấn luyện viên Park Hang-seo nắm quyền, hàng loạt sao trẻ từ đội U23 Việt Nam năm 2018 đã được đôn lên đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, lợi thế của ông Park trước đây là sở hữu đội hình tài không đợi tuổi vô cùng thiện chiến, đã ra sân ở nhiều giải đấu lớn nhỏ khi còn rất trẻ. Lứa U23 Việt Nam mà huấn luyện viên Chusier sở hữu hiện tại khó sánh bằng đàn anh về mặt kinh nghiệm, bởi dàn cầu thủ này bị gián đoạn cơ hội đá các giải trẻ ở giai đoạn năm 2020 đến năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhưng, ông Chusier vẫn có cơ sở đặt niềm tin. Chiến lược gia người Pháp có gần 3 năm làm việc ở PVF, huấn luyện nhiều cầu thủ thuộc lứa U19. Ngoài 3 trận nắm quyền ở đội U19 Việt Nam tại vòng loại U19 châu Á 2020, huấn luyện viên Chusier đã có nhiều đợt tập trung gọi tới 50-60 cầu thủ nhằm đảm bảo danh sách 100 cầu thủ được chui rèn liên tục cho bóng đá Việt Nam hướng tới giấc mơ World Cup. Ở những đợt tập trung trước, huấn luyện viên Chusier còn yêu cầu lứa đàn anh ở đội tuyển Việt Nam theo dõi cách U23 Việt Nam thực hiện bài tập. Với huấn luyện viên Chusier, không có ranh giới giữa cầu thủ trẻ với các ngôi sao. Ai đáp ứng được tiêu chuẩn sẽ có suất đá chính, tiêu biểu như trường hợp của Văn Tùng, Thái Sơn, Tuấn Tài ở các trận giao hữu trước. Dù vậy, để mài giũa ngọc thô, vị thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam cần có lộ trình phát triển cầu thủ rõ ràng thay vì một quyết định triệu tập thuần túy. Khi huấn luyện viên Park còn nắm quyền, ông đan cài xen kẽ lứa trẻ với lớp đàn anh theo tỷ lệ được chọn lọc kỹ càng. Số lượng cầu thủ trẻ thường chỉ chiếm từ 30 đến 40% quân số đội tuyển để vừa thử nghiệm vừa trao cơ hội cho lớp kế cận, nhưng vẫn đảm bảo lớp cầu thủ trẻ này được đàn anh kỳ cựu dẫn dắt. Mỗi huấn luyện viên có một triết lý dùng người riêng, phụ thuộc vào chất lượng các cầu thủ trẻ cũng như đòi hỏi chuyển giao của đội tuyển Việt Nam. Vì thế, hy vọng huấn luyện viên Chusier thành công với triết lý của mình. Ông Chusier đã áp dụng cách làm cài giang lực, song làm việc với cầu thủ trẻ, các huấn luyện viên cần sự kiên trì, thậm chí mạo hiểm. Với cơ hội cạnh tranh ít ỏi, các cầu thủ trẻ cần tận dụng tối đa cơ hội để được thi đấu. Dưới thời ông Park, rất nhiều cầu thủ trẻ được trao suất lên tuyển, nhưng số trụ lại rất ít ỏi, có thể kể đến Việt Anh, Thanh Bình, Hoàng Đức, Tuấn Hải. Khác biệt nằm ở nỗ lực vượt bậc của cầu thủ, không chỉ trên khía cạnh chuyên môn mà còn là sự thích nghi. Đội tuyển Việt Nam được dự báo sẽ có lối chơi cởi mở, dựa trên nguồn năng lượng dồi dào mà ông Chusier đang phát triển. Cơ hội sẽ đến với những cầu thủ trẻ đã định hình kỹ năng chơi bóng cùng phẩm chất đặc biệt ở một số vị trí như Thái Sơn, tiền vệ trung tâm, Tuấn Tài, trung vệ lệch cánh hay Văn Cường, chạy cánh phải. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, các cầu thủ cần học cách tự hoàn thiện để trưởng thành.